Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin, bay để mang yêu thương trở về, bay để yêu lại từ đâu. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. 13 năm biết đến Gold. Khởi đầu là một caddy tại sân tập Gold Đào Sen. Để được trao cơ hội học tập, rèn luyện, trở thành một huấn luyện viên Gold. Anh là Lê Xuân Trường, hiện đang là huấn luyện viên Gold tại sân tập Gold Đào Sen. Năm 2008, sau khi vừa tốt nghiệp đại học, còn chưa tìm cho mình được một công việc phù hợp, thì Lê Xuân Trường đã được giới thiệu và làm caddy tại sân tập Gold Đào Sen. Một công việc mà anh chưa được nghe đến bao giờ và cũng không thể hình dung ra nó là như thế nào. Chính công việc này đã tạo cho anh có cơ hội được tiếp xúc với Gold và biết về môn thể thao này nhiều hơn. Khi mà mới vào thì cũng không có gì đâu, thấy hơi bỡ ngỡ. Mà tại sao những có một cái quả bóng mà người ta cứ đánh ra, đánh vào này mà không biết có thú gì. Thế 1-2 tháng đầu bắt đầu mình cảm thấy mình rất là thích xem những người ta đánh gôn. Trong lúc giờ làm việc của mình vừa làm ấy, thì mình vừa rất thích xem những người chơi tốt, người ta đường bóng đánh thẳng. Thế tự nhiên là lúc nào mình đam mê lúc nào không biết. Gôn đã cuốn hút Lê Xuân Trường như thế và chiếm trọn tình cảm của anh. Từ suy nghĩ muốn được thử, được chơi gôn đến khát khao chinh phục gôn đã lớn dần trong anh. Để rồi sau mỗi giờ làm việc, anh Trường lại tìm một khoảng trống nào đó, tự lập, tự chơi, tự tìm hiểu về gôn. Phải đến năm 2011, là lúc bấy giờ thì mình cũng có kinh nghiệm là làm ở sân tập rồi, với cả mình rất hay để ý những người nước ngoài chơi tốt, có thể những chuyên gia, huấn luyện viên người nước ngoài ấy. Mình rất chăm chú theo họ tập và xem họ tập và ngồi nói chuyện để muốn được họ chia sẻ cho cái kinh nghiệm về gôn. Cho nên mình đam mê gôn, nên là mình rất thích là khi nào mình đi làm mà cơ bản có thời gian ấy, là mình rất là muốn là cố gắng tiết kiệm tiền để lên sân mình chơi một buổi. Thế mà lần đầu tiên là năm 2011 là mình cũng được lên sân gôn, từ ấy là mình rất là thích. Đi lên sân gôn ấy thì là cũng được mượn tạm một ông anh là một bộ gậy để mình chơi. Được thỏa đam mê chơi gôn, nhưng khát khao ấy còn được đẩy lên cao hơn khi Lê Xuân Trường muốn học để trở thành một huấn luyện viên. Với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm chơi gôn của mình đến với nhiều người hơn nữa. Và cơ hội đã đến với anh khi gặp được thầy Terry, một huấn luyện viên PGA người Hồng Kông, sang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Năm 2016, anh được thầy Terry nhận làm học trò để đào tạo trở thành một huấn luyện viên gôn. Khi tôi gặp Trường lần đầu tiên vào năm 2009 thì anh ấy mới chỉ là một cậu nhóc yêu thích và tập luyện hàng giờ với golf. Nhưng thực tế thì cậu ấy lại chẳng biết gì về golf cả. Từ năm 2018 thì sau khi tôi đào tạo thành công Nguyễn Hữu Quyết trở thành một huấn luyện viên golf, tôi quyết định tìm kiếm một hoặc hai người tiếp theo để đào tạo, để dạy họ về golf với mục tiêu trở thành huấn luyện viên hoặc một vận động viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy tôi đã chọn Trường và trao cho cậu ấy một cơ hội. To learn how to be a teacher or professional golf, something like that. So I select him, I try to give him a chance. Cái khó khăn của mình ấy, ban đầu ấy, là khi mà mình anh Terry anh quyết định nhận mình làm học trò. Khó khăn ban đầu là trước đấy là mình cũng đã tự tập rồi. Nên là ban đầu của mình thì khi mà đã anh là huấn luyện viên chuyên nghiệp, thì anh nhìn cái sai của mình rất là lớn. Thế mình cũng là rất là cố gắng luyện tập để sửa cái sai của mình để thành một cú swing hoàn hảo. Cái ban đầu nhưng mình đã bỏ qua là cái ban đầu là mình thay vào đó mình chịu khó mình luyện tập là mình đã có một cái swing mới hoàn toàn do anh ấy dạy.
It's very difficult for him. Everything. Trường là một người rất có tiềm năng trở thành huấn luyện viên với kinh nghiệm tập luyện golf trên 10 năm. Tới thời điểm hiện tại thì cậu ấy đã thật sự thành công khi trở thành một huấn luyện viên và tôi vô cùng tự hào vì điều đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy được cảm thấy hài lòng với những gì đang có. Tôi có thể truyền đạt cho Trường những thứ cơ bản nhất để trở thành một người chuyên nghiệp. Nhưng tương lai thành công tới đâu thì tôi không phải là người quyết định mà chính cậu ấy sẽ phải tự nắm lấy. Sự nghiệp của Trường mới chỉ bắt đầu. Cậu ấy vẫn cần bổ sung thêm kiến thức, kỹ thuật mới để trở thành một huấn luyện viên tốt hơn. Cùng với đó là cách thức cũng như phương thức giảng dạy để có thể truyền đạt tốt nhất tới các học viên. Ngoài cái việc được anh Terry huấn luyện viên BJJ Hồng Kông ấy, anh đào tạo và chỉ bảo rất là nhiệt tình, từng động tác và từng một cái chi tiết nhỏ. Cái thứ hai là mình cũng tham gia một khóa học đào tạo huấn luyện viên của Hiệp hội Golf Việt Nam do Học viện Golf Việt Nam tổ chức và mình cũng thành công lấy được chứng chỉ của huấn luyện viên. Lê Xuân Trường là học trò thứ hai sau Nguyễn Hữu Quyết được Terry hướng dẫn trở thành huấn luyện viên golf. Anh cũng là một học trò được ông đặt nhiều tâm huyết với mong muốn sẽ đào tạo được những lớp huấn luyện viên kế cận chất lượng. Before he's my assistant, so every time he beside me. Những ngày đầu cậu ấy là trợ giảng và ở bên cạnh tôi trong mỗi buổi dạy. Cậu ấy học được cách tôi chuẩn bị cho từng tiết học với từng học viên cụ thể, nhưng đó vẫn là cách dạy của tôi và muốn thành công thì Trường phải tự đi trên đôi chân của mình, cũng như tạo ra những thứ riêng biệt trong phong cách giảng dạy của cậu ấy. Đó là một quá trình rất dài và Trường cần phải thật sự tự tin cũng như là kiên nhẫn nếu muốn thành công. Một trong những điều khó khăn nhất đối với Lê Xuân Trường khi tham gia vào công việc huấn luyện viên là người chơi luôn có mong muốn tập một vài buổi rồi sau đó là lên sân. Điều này là hoàn toàn vô lý, nhưng thực tế lại là như vậy. Do đó, điều này gây nhiều khó khăn cho người làm công tác đào tạo. Khi mình người ta mới chơi, thì mình làm sao mình hướng cho người ta, mình nói cho người ta hiểu là học golf nó phải là bình tĩnh từ từ. Khi nào mà hết một cái khóa học cơ bản ban đầu thì ra sân chơi sẽ tốt chứ không thể nóng vội được. Giờ đây, Lê Xuân Trường vẫn làm việc ở sân tập golf Đào Sen, nhưng không phải là cách đi mà là một huấn luyện viên golf. Và ước muốn được dạy golf cho tất cả những ai có mong muốn theo đuổi môn thể thao này của anh đã trở thành hiện thực. Chúng là cách dạy của Trường thì là dễ hiểu, mà anh thì hôm nay trước đấy thì đánh golf hay bị đau tay, nhưng mà gặp Trường thì Trường hướng dẫn cách setup cầm gậy, thì bây giờ anh đánh cảm thấy rất là thoải mái. Bên cạnh việc đào tạo golf thì Lê Xuân Trường còn tham gia các câu lạc bộ golf nhằm giao lưu, kết nối những người có đam mê golf như câu lạc bộ Châu Vàng hay tham gia các giải golf chuyên nghiệp để được cọ sát thi đấu. Mình giải golf chuyên nghiệp mình tham gia cũng rất là nhiều các giải của Việt Nam. Ấn tượng nhất là giải FLC Master Việt Nam Master năm 2020 tổ chức tại sân FLC Thanh Hóa. Mình cảm thấy được đồng hành cùng với tất cả các golfer tài năng của Việt Nam và nước ngoài. Một cơ duyên tình cờ nhưng đã làm thay đổi cả nghề nghiệp cũng như là tương lai của Lê Xuân Trường. Để rồi giờ đây anh được sống, được làm việc, được cống hiến hết mình cho đam mê ấy. Sản xuất kinh doanh thép, lĩnh vực không ngừng tăng trưởng và phát triển. Chúng tôi là Thép Minh Phú. Toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ về kích thước, định dạng hình học, đường hàn, bề mặt thẩm mỹ. Quá trình sản xuất diễn ra liên tục và tự động. Với tổng diện tích gần 50.000 m2, nhà máy thép Minh Phú được đầu tư quy mô sản xuất lớn nhất miền Bắc hiện nay, khẳng định chất lượng sản phẩm luôn ở top đầu và ổn định trên thị trường. Thép Minh Phú, khai minh bền hiện tại, tích phú vững tương lai.